Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh hướng dẫn pha chế của Coffee Tree. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái món đá xay rất là tuyệt vời, đó chính là món phúc bồn tử cam đá xay. Thì bây giờ các bạn hãy theo dõi mình để cùng thực hiện cái món phúc bồn tử cam đá xay này nha. Đầu tiên thì mình sẽ cắt hai lát cam. Tiếp theo là mình sẽ cho là một muỗng bột chanh. Rồi sau đó là mình sẽ cho là 50ml đường. Và 70ml nước lọc. Rồi mình sẽ cho một miếng cam. Rồi bây giờ là mình sẽ cho đá vào, mình sẽ xay cái hỗn hợp này lên trước nha. Rồi bây giờ là mình sẽ nhồi trước và mình sẽ xay nó sau. Rồi và bây giờ là hỗn hợp của mình đã xay xong rồi. Đây mình sẽ để vào bên. Và tiếp theo là mình sẽ cần một cái ly. Thì bây giờ là mình sẽ cho 40ml mứt phúc bồn tử dưới đáy ly. Rồi và mình sẽ cho một vài viên đá vào trong cái ly này trước nha. Rồi, và cuối cùng là mình sẽ đổ cái hỗn hợp mình vừa mới xay ra cái ly phúc bồn tử này. Mình còn một miếng cam mới nãy thì mình sẽ cắt làm đôi và mình sẽ đề co lên. Ok, và thế là mình đã hoàn thành xong một cái ly phúc bồn tử cam đá xay. Các bạn thấy có bắt mắt không? Và chúc các bạn là có thể là thực hiện thành công cái món phúc bồn tử cam đá xay này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Thì các bạn mà có nhận xét gì hoặc là có cái món gì ngon mà muốn mình làm á, thì cứ comment ở phía dưới. Và các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip sau.